Nếu bạn đã từng nghĩ Nhật có quá nhiều quy định trong cách giao tiếp ở công ty mà bạn không thể nào nhớ được hết, đây là video dành cho bạn rồi đó. Chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình là Hạnh Tràn. Hiện nay mình đang sinh sống và làm việc tại Tokyo, Nhật Bản. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người 4 quy tắc cơ bản dành trong giao tiếp ở công ty Nhật nha. Cái quy tắc này rất là cơ bản và luôn 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 cần thiết. Tuy nhiên người Nhật dạy mình thì mình cảm thấy là nó hơi lủng củng và nó hơi lan man, bởi vì họ bày vẽ ra rất nhiều tài liệu. Và đây là cách mình suy nghĩ để mình nhớ được và vận dụng được nó một cách dễ dàng trong cuộc sống hàng ngày. 1. Cách cúi đầu. Việc cúi đầu chào khách hay là giao tiếp với người đối phương đối với người Nhật không chỉ đơn giản là việc gặp 90 độ mà nó còn phức tạp hơn rất nhiều. Cụ thể là họ chia ra thành 3 cấp bậc. Cấp bậc thứ nhất là gặp 15 độ gọi là Eishaku, cấp bậc thứ hai là gặp 30 độ gọi là Kere, và cấp độ cuối cùng gặp từ 45 độ đến 90 độ gọi là Saikere. Tại sao họ chạy chia về 3 cấp bậc này? Đơn giản lắm mọi người, đó là cái sự thân thiết và sự liên kết cũng như độ quan trọng cái vấn đề mà bạn đang đối diện, nói chuyện với lại người đối phương thì họ sẽ gặp đầu chào khác nhau. Thông thường gặp 15 độ chỉ là khi bạn sử dụng trong nội bộ công ty mà thôi, bởi vì đó là những người thật sự thân thiết với bạn. Cũng giống như là bạn đi gặp bạn bè ở Việt Nam á, bạn chỉ cần say hi chứ không phải là khoanh tay chào lễ phép, thì trong công ty người ta chỉ cần gặp 15 độ để hai bên này có thể dễ dàng nhìn thấy được khuôn mặt và thái độ, hành động tay chân của đối phương. Còn gặp 30 độ sẽ dành cho khi bạn đi gặp khách hàng ở ngoài công ty hoặc đối tác ở ngoài công ty. Đây cũng là một trong những cách gặp đầu, cách chào hỏi cơ bản nhất của người Nhật. Mọi người có thể dễ dàng gặp và sử dụng điều này khi mà mọi người bắt đầu gặp khách lần đầu tiên này và đi trao đổi danh thiếp Messi đối với những khách hàng hoặc đối với những partners, đối với những công ty đối tác. Tại trường hợp gặp người 30 độ thì mọi người sẽ cố gắng chú ý là người đối phương sẽ thấy được mặt của mình, thấy được nụ cười của mình thôi, tức là sẽ không hạn chế giao tiếp ánh mắt một một mà chỉ thấy được cái nụ cười của mình mà thôi. Bởi vì gặp 30 độ mọi người gặp luôn cả toàn người luôn, cho nên là đối phương cũng sẽ khó thấy được các động thái khác của cơ thể bạn. Điều này sẽ giúp làm cho người ta cảm thấy thoải mái hơn, bởi vì người Nhật rất ngại giao tiếp mắt và mắt. Còn trường hợp cuối cùng, gặp 45 độ đến 90 độ. Thông thường những trường hợp này là tỏ sự cảm thán, tỏ sự cảm ơn hoặc là biết lỗi. Mọi người thường hay gặp 45 độ đối với là partner, có nghĩa là những người vendor hoặc là những người mà thấp hơn công ty của mình ấy. Còn những người mà có vị thế hoặc khách hàng có vị thế cao hơn công ty của mình thì họ sẽ gặp sâu hơn, có khi là 90 độ để tỏ cái sự là tôi thật sự chân thành cảm ơn anh. Vậy thì mọi người chỉ cần nhớ như vậy và sử dụng nó trong công việc hàng ngày là được rồi đó. Còn nếu bạn không chắc thì có thể xài luôn 30 độ mọi lúc mọi nơi. Thứ hai, quy tắc chỗ ngồi. Mọi người có thể rất là dễ dàng gặp các sớ, mình xin được phép gọi là các sớ hoặc các trang sách giải thích cho mọi người làm sao để có thể ngồi được, sắp xếp vị trí của từng người ngồi trong thế nào, từ trong công ty nè cho tới bàn hình vuông, bàn hình tròn ngồi như thế nào, trên taxi ngồi như thế nào, trên Shinkansen ngồi như thế nào, đi ăn ngồi như thế nào trong các sách Nhật. Nhưng mà sau khi đọc rất nhiều sách thì mình chỉ đúc kết ra thành 3 quy tắc thôi, và mọi người sử dụng đúng 3 quy tắc này cho mình là mọi người hiểu được cái logic tại sao mà người Nhật sắp xếp như vậy, mà mọi người có thể xài được trong bất kỳ tình huống nào, cho dù một tình huống mới mà mọi người chưa gặp hay là chưa đọc được ở trong sách. 3 quy tắc này dựa trên một cái logic nền tảng duy nhất, đó chính là kính lão đắc thọ. Người Nhật rất quan trọng cái việc vị trí là senpai kohai, người nào cao thế hơn, người nào thấp thế hơn. Từ đó họ mới bắt đầu chia ra những miếng bánh hoặc là những chỗ ngồi mà người quan trọng hơn, người có vị thế cao hơn luôn luôn được nhường những chỗ tốt nhất. Thứ nhất, nếu bạn ở không gian rộng, ví dụ như trong văn phòng làm việc, phòng họp hoặc là những hội trường lớn, thì người có vị thế cao nhất luôn đặt ở những chỗ nằm sâu bên trong hội trường, và người có vị thế thấp nhất, đặc biệt là các bạn sinh viên, sẽ đặt gần những chỗ ra vào. Tại sao bạn cần đặt ở những chỗ ra vào là người ngồi thấp nhất? Bởi vì bạn sẽ dễ đi chạy việc vặt. Logic thứ hai đó chính là nếu bạn không ở trong không gian rộng mà bạn ở trong không gian hẹp thì sao? Không gian hẹp thì là những chỗ có không gian bị giới hạn, ví dụ như là trên xe taxi này, trên Shinkansen này,
hay là trên máy bay, nên là bạn sẽ không tùy ý sử dụng nó được ấy. Thì ghế ngồi nào mà có trạng thái thoải mái nhất hoặc an toàn nhất thì được dành cho các sếp. Còn ghế nào có trạng thái là ít thoải mái, ít không gian nhất thì được dành cho những người thấp nhất, từ đó bạn chia ra. Lấy ví dụ nhé, trên xe taxi thì mọi người có thể dễ dàng tìm thấy là xe taxi sẽ có hai loại, là xe taxi thường ở ngoài và xe hơi của công ty. Vì xe taxi thường ở ngoài, cái chỗ mà ngồi gần cái người lạ, cái người lái xe là cái chỗ mà không thoải mái nhất, cho nên là người nào thấp nhất sẽ hay ngồi ở phía trên. Còn khi bạn là đang đi xe của công ty thì cái ghế ở đằng sau, cái chỗ mà kẹp giữa hai người là cái chỗ ít không gian nhất, thì những bạn sinh viên, những bạn mới vào sẽ phải là chỗ ngồi đó, còn các sếp sẽ được dời lên ở phía trên. Chỉ quy cách số 2 thôi là các bạn sẽ có thể tái sử dụng được trong tất cả các trường hợp mà có không gian hẹp. Và quy tắc cuối cùng trong cái việc chia các chỗ ngồi đó, đó chính là cái việc nếu trong trường hợp là các bạn nằm ở không gian chung, bạn có khu vực dành riêng để hội họp với lại khách hàng, nhưng mà sau đó là cái khu vực mà bạn công ty của bạn đang sử dụng. Những trường hợp này nó sẽ xảy ra khi bạn đang sử dụng open space. Thì đối với người Nhật, tốt khoe xấu che, bạn hãy để cho khách hàng ngồi đối diện vào tường để họ không thấy được những hành động của công ty bạn hoặc là của đồng nghiệp bạn đang ở phía đằng sau. Như vậy họ sẽ dễ thoải mái hơn, cũng như tập trung vào trong cái cuộc nói chuyện với bạn hơn. 3. Thứ tự giới thiệu. Quy tắc về thứ tự giới thiệu thì được sử dụng rất nhiều khi bạn trao đổi danh thiếp với các bên khách hàng, các bên đối tác. Nhưng mà mình thấy bây giờ mọi người đang làm telework đúng không? Work from home, mọi thứ đều online. Vậy liệu mọi người có sử dụng cái này không? Theo cá nhân của mình ý, thì mọi người vẫn sử dụng cái này. Đặc biệt là khi các bạn nào đang làm về mảng liên quan tới các sếp mà bắt đầu business, ví dụ như là M&A consultant ấy, là khi mọi người gặp nhau lần đầu tiên ấy, thì các bạn cho dù làm online thì mọi người cũng phải theo thứ tự này để được giới thiệu các bạn lẫn nhau. Vậy thì thứ tự giới thiệu và trao đổi danh tiếp sẽ chạy như thế nào? Tương tự, cũng chỉ có 3 điều mọi người cần phải nhớ thôi, và mình thấy nó áp dụng được rất nhiều trong tất cả các trường hợp. Điều thứ nhất, để so sánh với là người trong công ty của mình thì các bạn sẽ để cho những người nào cao chức hơn các bạn làm trước. Điều thứ hai, nếu công ty nào có level hoặc cấp bậc mà hoặc là có vị thế thấp hơn thì sẽ tự chủ động đến và tự xin giới thiệu bản thân của mình trước rồi mới đến khách hàng. Ví dụ như customer, vendor, khách hàng và nhà cung ứng thì khách hàng sẽ cao thế hơn và nhà cung ứng sẽ là người đến khách hàng và xin tự giới thiệu, mở lời xin giới thiệu trước, sau đó khách hàng mới đáp trả. Điều thứ ba để em nhớ trong cái quy tắc này cũng đơn giản thôi. Ngược lại, nếu bạn là bên thứ ba, tức là bạn giới thiệu hai công ty với nhau, thì bạn sẽ không phải là người tự giới thiệu bản thân của mình, mà sẽ là nơi giới thiệu hai công ty với nhau, giúp hai công ty đó đến với nhau. Đơn giản đúng không mọi người? Số 4. Quy tắc Horenso. Đây không phải là tên của một loại rau. Trong công ty Nhật, mọi người sẽ rất quen gặp hoặc là được dạy về cái chữ Horenso. Ho là hô cột cư, ren là ren đặc cư, và so là so đăng. Hô cột cư có nghĩa là báo cáo, ren đặc cư có nghĩa là liên hệ, và so đăng có nghĩa là trao đổi, tư vấn lẫn nhau. Là một cái thực tế mà mình đã thấy ở các em mentees của mình, là các em không biết khi nào là sẽ dùng một trong ba cái này, chứ không phải là các em không biết là sử dụng cái này nhé. Đặc biệt là khi mà senpai của các bạn, người lớn hơn các bạn hoặc là quản lý của các bạn đang bận, thì cái câu cửa miệng mà mọi người nên nói đó là ví dụ như là sodan koto arimasu deo jikan arimasu cho cả, kiểu vậy. Có nghĩa là anh bây giờ tôi có việc muốn trao đổi thì anh có thời gian không? Hoặc là cái tại cái thời điểm mà các bạn là sodan koto ấy, là cái đen đặc cư koto ấy, hay là hoku koto ấy, là cái thời điểm đấy khi mà những người sếp của bạn nghe tới cái câu đó thôi là người ta sẽ định hình được trong đầu là bạn đang muốn nói về cái công việc như thế nào, và người ta sẽ phải làm cái gì cho bạn, người ta sẽ phải lắng nghe các bạn nội dung gì. Ngược lại, nếu người đối phương của bạn hiểu được đúng chính xác thì có phải là cái từ mà các bạn lựa chọn đó, nó phải đúng chính xác không? Cho nên chỉ có file W2S trong trường hợp này mới làm rõ được là khi nào bạn cần sử dụng cái nào và nó khác nhau như thế nào. Đây là file W2S mà mình đã nghĩ ra. Đối với ho có nghĩa là ho cột cư thì bạn sẽ nói cái gì? Kết quả công việc không mọi người ạ? Một cái sự thật đã được xảy ra hoặc đang xảy ra là kết quả của công việc.
Còn brand đặc cư thì bạn sẽ gửi đến cho người đối phương là một thông tin gì đấy có liên quan trực tiếp đến bạn hoặc có liên quan đến công ty của bạn, chứ nó chưa hẳn là kết quả. Còn về show đăng là bạn đưa ra ý kiến cá nhân của bản thân, có những cái suy nghĩ của bạn. Nó khác với cái việc là kết quả công việc và thông tin, bởi vì kết quả công việc và thông tin nó mang một cái trường phái là trung lập. Còn ý kiến cá nhân của bạn thì nó đôi khi có thể sẽ là một cái ý kiến chủ quan. Vậy thì khi nào mọi người sẽ đem những vấn đề này ra nói chuyện và thảo luận với cấp trên của các bạn? Hold for cư thì các bạn sẽ nói ngay sau khi mà mọi người làm xong một công việc hoặc kết thúc một công việc đã được giao ngay lập tức luôn. Hoặc là nếu khi mà nó có trouble hay là có vấn đề gì xảy ra đối với công việc đấy á, là bạn sẽ phải báo cáo ngay. Còn brand đặc cư thì là những cái gì mà nó đang xảy đến với bạn, những trường hợp bất thường hoặc những thông tin gì đó mà bạn có được ngay lập tức thì mọi người sẽ liên kết hoặc là liên lạc với cấp trên của mình. Ở đây thì có một cái tips nhỏ nhỏ nữa dành cho mọi người. Tuy là mình sẽ cố gắng liên lạc với cấp trên của mình khi mà mình có thông tin đấy ngay lập tức, nhưng mà bây giờ có rất nhiều công ty có cái độ diversity rất là cao và họ sẽ rất là khó chấp nhận nếu bạn liên lạc ngoài giờ làm việc. Thì mọi người hãy cố gắng phân định ra là cái thông tin mà mọi người muốn truyền đến ấy nó có cấp độ cao như thế nào. Khi nào mà chỉ trường hợp gấp quá, ví dụ như là bạn đến trễ hay là bạn bị tai nạn hay gì đấy, thì bạn liên hệ ngay lập tức. Còn nếu những thông tin chung chung không có trực tiếp đến công ty của không có trực tiếp đến bạn mà chỉ trực tiếp đến công ty của bạn như kiểu là share thông tin thôi, thì mọi người hãy cố gắng để trong giờ làm việc hành chính nha. Quay trở lại với show đăng, vậy thì khi nào mình cần show đăng? Đó là khi bạn cảm thấy bất an hoặc là cảm thấy bất mãn trong công việc của mình, hoặc là cảm thấy buồn phiền gì đó và nó có ảnh hưởng đến công việc hoặc là đời sống của các bạn, thì các bạn hãy show đăng, hãy trao đổi trực tiếp với lại manager ngay lập tức. Đặc biệt là những bạn nào đang là nhân viên mới, là sinh viên và là mentee, thì tại thời điểm đó mọi người hãy nêu lên và trao đổi trực tiếp ngay lập tức với lại mentor của các bạn. Bây giờ mình đã hiểu được là mình sẽ nói gì và khi nào mình sẽ nói, vậy thì mình sẽ nói với ai? Hô quật cư là các bạn sẽ báo cáo trực tiếp đối với cái người đã giao cái công việc đấy cho các bạn. Còn brand đặc cư là các bạn sẽ báo cáo với người liên quan cộng những người đang ở trong group, những người là liên quan gián tiếp á, để họ biết được những thông tin đó. Bởi vậy cho nên brand đặc cư thì hay thường sử dụng CC hoặc là thường sử dụng các group mails hơn là cái việc là hô quật cư. Tương tự là show đăng, các bạn sẽ chỉ nói với một người thôi, đa số là một người và đặc biệt cái người đó sẽ là cấp độ cao hơn, ví dụ như là mentor của các bạn hoặc là manager trực tiếp trong bộ phận của bạn, trưởng bộ phận của các bạn, bưu trồ của các bạn ấy. Thì những người đấy là sẽ là những người quan tâm đến cái suy nghĩ cá nhân của các bạn hơn và quan tâm đến cái phần gọi là mental, tức là suy nghĩ đầu óc tâm trạng của các bạn hơn là công việc, thì mọi người sẽ làm việc trao đổi với những người đấy. Và khi trao đổi thì mình sẽ làm như cái thế nào? Hô quật cư thì mọi người, mình khuyên nhé, mọi người có thể làm bằng miệng nhưng mà mình khuyên mọi người làm bằng email, bởi vì email chính là bằng chứng cho công việc của các bạn đã làm xong và đã làm như thế nào. Khi các bạn trao đổi bằng email thì nó sẽ rất dễ cho các bạn sau này làm việc với khách hàng hoặc là làm việc với những người khác trong bộ phận. Còn về brand đặc cư thì rất là open trong cái việc là các bạn có thể nói bằng miệng, bằng email hoặc là group chat ở trong bộ phận. Nếu mà mọi người có, ví dụ dạo này mọi người hay sử dụng Slack này để trao đổi chat với mọi người bộ phận mình ấy, thì mọi người có thể sử dụng các tools đấy. Mà cá nhân của mình thì mình nghĩ là mọi người nên sử dụng các tools. Còn show đăng thì mình nghĩ là mọi người nên tìm cách nói chuyện một một. Và để họp nói chuyện được một một trực tiếp như vậy hoặc là meeting online một một thì mọi người có thể gửi email riêng hoặc là nói bằng miệng đều được. Đó là file W2H dành cho các bạn khi các bạn muốn phân tích được là Horensal sẽ cần nói với ai, cần nói khi nào, sẽ nói chuyện gì, nói như thế nào. Còn một cái nhỏ nữa dành cho Horensal đó là những cái điều NG khi các bạn sử dụng Horensal. Hô trước nhé, hô quật cư, mọi người phải hiểu đây là một cái báo cáo, một cái report. Cho nên trong báo cáo và report của bạn sẽ chỉ là sự trung lập kết quả của một công việc đứng trên cương vị là business. Cho nên mọi người sẽ không bao giờ gộp cho mình được cái bào chữa, ví dụ như là tại vì như thế này mà em không làm được như vậy thế này á. Cái kiểu là bào chữa, tức là nguyên nhân thì mình muốn nêu nhưng mà nó không được viết với trạng thái là bào chữa, cũng như là không được có suy luận cá nhân của các bạn. Còn brand đặc cư
Brand đặc cư bởi vì đây là thông tin mà mọi người share ra, tức là hồi nãy mình nói đó, mọi người gửi cho rất nhiều người, cho nên là mọi người cố gắng làm sao mà gửi và share thông tin một cách tốt nhất, rõ ràng nhất. Trong trường hợp mà mọi người hay suy nghĩ là khi nào mình cần brand đặc cư, mà mình hay nghĩ kiểu là mãi vậy, không liên lạc cũng được, không nói cũng không sao á, thì tại trường hợp đó mọi người nói giùm mình. Tại vì đôi khi những thông tin này là những thông tin vô thưởng vô phạt với bạn, nhưng nó lại rất là quan trọng đối với những người khác. Show đăng thì là một cái level hơi khó chút xíu đối với những bạn nào mà đang là xin gin, những cái bạn nào mà đang là newbie, bởi vì bạn sẽ không biết trường hợp nào mà các bạn cần show đăng ở cấp trên và trường hợp nào các bạn không cần show đăng. Cái NG ở đây á, có nghĩa là các bạn phụ thuộc vào cấp trên quá nhiều, bởi vì các bạn sợ mà các bạn không biết là suy nghĩ của các bạn có đúng hay không đúng á, mà cho nên lúc nào các bạn cũng muốn show đăng, các bạn cũng kêu anh ơi chị ơi em muốn nói cái này, có thể là nói chung với em không, hỗ trợ em không, rồi có thể chỉ em không á. Thì ngược lại, khi các bạn đòi yêu cầu show đăng quá nhiều, thảo luận quá nhiều, thì cái người xem bài của các bạn sẽ cảm thấy là các bạn không biết có suy nghĩ hay không. Cho nên để tránh cái việc NG này, cái việc không tốt này, thì trước khi các bạn show đăng hoặc nêu show đăng với bất kỳ một người nào đó, thì các bạn hãy suy nghĩ thật kỹ và đừng quá phụ thuộc vào cái độ hướng dẫn của người đối phương. Như vậy thì đây chính là một cách để cho các bạn có thể nâng được cái tầm của mọi người lên cao hơn, và người khác cũng sẽ đánh giá bạn cao hơn. Vậy là video ngày hôm nay đã kết thúc rồi. Tuần sau mình sẽ nói về cách viết email ở trong công việc, cũng như là như nãy đó mình nói là đó, khi nào nên viết email, khi nào thì không nên viết email, cũng sẽ được nói vào video tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã xem video ngày hôm nay. Chúc mọi người một tuần vui vẻ nhé.